Đây là cách mà chúng tôi bảo quản một cái cây mít 200 tuổi. Vì là một cái cây mít rất là lớn, đường kính lên đến 80cm và chiều dài lên tới cả 5m. Và sau khi mà đã đục đẽo hết cái phần rác đi thì chúng tôi hiện tại đang bày ở trên một cái khu vực tầng 2 ở ngoài trời. Chính vì như thế cho nên là nó có cả mưa, cả gió, cả mùa đông, cả mùa hè, cả mùa thu. Chính vì như thế là chúng tôi phải lấy những cái bạt này để phủ lên. Và khi phủ bạt này thì nó sẽ tránh được, thứ nhất là gió nó thổi, và gió càng thổi mạnh bao nhiêu, và nhất là mùa thu và mùa đông, thì nó sẽ càng làm khô cái mặt bấy nhiêu. Và thứ hai là với cái ánh nắng mặt trời nó chiếu mạnh trực tiếp thì nó sẽ bị, do cái cây gỗ này nó bị ải. Nên là chúng tôi thứ nhất là phải bắn một cái trần cao này, và thứ hai là phải phủ một cái bạt lên. Thì cái cây gỗ mà 200 tuổi như này nó mới đảm bảo về cái chất lượng, để khi mà chế tác một cái tác phẩm lên thì nó sẽ tạo, nó vẫn giữ được các cái thớ gỗ nó êm, nó mềm và nó mịt.